và năng lực sở trường nó là thế. Nó nhìn về quá khứ, năng lực sở trường là thứ mình làm tốt nhất. Năng lực sở trường là thứ mình làm tốt nhất. Vậy tôi hỏi các bạn rằng nếu thực sự trong cuộc đời này bạn chưa bao giờ làm gì, bạn có tìm ra thứ bạn làm tốt nhất không? Bạn cũng chưa làm cái gì tử tế từ đầu đến cuối cho nó hẳn hoi. Bạn có biết cái gì mình làm tốt nhất không? Không. Vì vậy toàn bộ sự kiên trì, nhìn về quá khứ với đằng trước ấy, mình thấy cái gì kiên trì, cái gì mình nỗ lực và mình đã làm thành công, đấy là năng lực sở trường. Và con người ta chia con người thành 4 năng lực sở trường căn bản. Và năng lực sở trường, đó là cái năng lực sở trường đầu tiên, đó là năng lực sở trường có khả năng lãnh đạo. Tức là DISC đấy, trong đó có khả năng đầu tiên là khả năng lãnh đạo. Tức là ví dụ bây giờ cùng một cái lớp mình muốn tổ chức liên hoan hay là sinh nhật gì đấy, mà mình dũng cảm mình đứng lên. Tức là Bác Hồ dạy có 3 nhóm người nhé: khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Cái anh khiêm tốn là cái anh mà cũng biết cũng không nói, chỉ ngồi nghe. Còn anh thật thà là biết đến đâu nói đến đấy. Còn anh dũng cảm thì chỉ không biết cũng nói. Thì cái nhóm người đấy nó gọi là cái nhóm người có khả năng lãnh đạo. Tức là họ đứng lên, họ sẵn sàng lập kế hoạch chia sẻ, bạn này làm cái này, bạn này làm cái này, bạn này làm cái này. Nhưng mà bảo mày nhảy vào làm thì chúng ta không biết, nhưng mà ta cũng phải làm tổ chức. Có thấy trường hợp đấy không? Ví dụ là mày hát bài này, mày hát bài này, mày hát bài này, thế mày có hát được không? Không, nhưng ta biết mày hát được. Đấy có khả năng gì? Tổ chức. Nhưng tôi nói với các bạn rằng người đấy là người đỉnh cao của kiếm tiền. Bởi vì bây giờ một người làm chuyên môn đỉnh cao mà được lương cỡ độ khoảng 20.000 đô thôi. Ví dụ làm cho anh Phạm Nhật Vượng 20.000 đô một tháng mà làm chuyên môn, áp lực vô cùng. Nhưng một nhà tổ chức mở một doanh nghiệp vừa vừa hoàn toàn có thể kiếm được 4-5 triệu một tháng, rất đơn giản. Nhưng nếu mà bây giờ đi làm thuê mà làm một chuyên môn kiếm 4-500 triệu một tháng, càng lắm. Bởi vì ông chủ nó ngồi nó chia là 400 triệu, tính ra một ngày là 15 triệu. Thế là cứ một tiếng trôi qua là một lần đi vệ sinh thì nó đến. Đi vệ sinh cái này mất 5 phút này, từ hướng cái này 50.000. Thế nó bảo đi vệ sinh nhanh thôi, thế là kéo khóa quần cũng phải nhanh. Nó áp lực chứ. Cho nên là nhà tổ chức. Vậy tôi hỏi các bạn, đã bao giờ các bạn dũng cảm đứng lên tổ chức chưa? Suốt ngày hỏi là lớn hơn tôi muốn làm lãnh đạo không? Không có. Thế bây giờ làm lớp trưởng thì không làm. Thế bây giờ là này em làm lít nờ cái vụ này em không làm. Thế ra đời có muốn làm ông chủ không? Có không? Vậy việc đầu tiên dũng cảm lên, không biết cũng đứng lên mà nói. Bây giờ tôi có một anh phó tổng, trước đây anh ấy không thể phát biểu được, tức là cứ đứng trước đám đông là bối rối. Thế một lần nó đang ngồi ở dưới sân khấu, đang ngồi ở dưới hậu trường, tôi giới thiệu nó lên phát biểu với đảng, nó lên bắt nó lên phát biểu. Nó lên nó đứng chần chừ khoảng 5 phút, mặt lần thối ra. Tôi bảo đề nghị cho chàng pháo tay, thế là mọi người cho chàng pháo tay. Sau cái lần đấy nó phát biểu mà về nó xấu hổ khoảng 1 tuần. Nhưng lần sau nó ức chế và nó bảo dứt khoát em phải học phát biểu chứ không thể nhổ thế này được. Và bây giờ trở thành chuyên gia phát biểu. Năng lực sở trường. Vậy rõ ràng bạn phải dám làm thì bạn mới tìm ra năng lực sở trường. Còn bạn cứ ngồi đấy bạn chờ bạn làm, và một ngày nào nó tự nó phát ra năng lực sở trường làm gì có, mơ mà. Vì năng lực sở trường là tìm kiếm trong quá khứ chứ không phải ngồi nghĩ về tương lai. Vậy bắt đầu bằng cách thay đổi năng lực sở trường đầu tiên, đó là khả năng tổ chức lãnh đạo. Năng lực sở trường thứ hai là tư duy sáng tạo. Tức là mua cái đồng hồ về, nó đang chạy ngon này, tự nhiên bố lấy nó tháo hết, xong rồi xem bên trong nó chạy kiểu gì, xong càng sửa càng hỏng, càng hỏng càng sửa. Đấy, có tư duy sáng tạo kinh khủng. Ngồi là gì, chỉ đập phá và nghĩ ra những cái mới. Ở đây có bao nhiêu bạn ở cái nhóm đấy giơ tay để xem? Chịu đập phá. Cho nên một số ông bố ấy, bà mẹ mà không hiểu mà thấy con nó tháo cái đấy ra là cay lắm. Cái xe máy của mình nó đang ngon, tự nhiên lấy cái tô vít nó chỉnh qua chỉnh lại, cái hệ thống âm thanh karaoke cho mình nó đang ngon, nó vặn qua vặn lại vào chửi tao thuê người đến chỉnh mãi cũng được, mày đến mày phá hỏng của tao. Không phải, đấy là mừng vì thằng con mình nó sắp trở thành thiên tài về sáng tạo. Cho nên nó có cái nhóm đấy là nhóm tiền. nhóm sáng tạo. Nhóm thứ ba là cái nhóm mà tuân thủ, tức là xếp vào là gì, 5 giờ ra trong kia đứng, cứ đứng đây thôi. Nếu mà không thấy ai đến cũng cứ đứng, khi nào xếp vào mày về đi thì về. Có đúng cái nhóm đấy không? Bảo lên hát 2 bài và khán giả ở dưới vỗ hăng hoang, và hát thêm bài nữa không, và xếp ra rằng chỉ hát 2 bài về. Bố bảo đi mua cho bố ví dụ như là cân kẹo kéo ở nhà bác A này chẳng hạn, ra nhà bác A hỏi không có kẹo kéo, quay về và bố ở đây không có. Bố bảo sang nhà bác bên cạnh, đến nhà bác bên cạnh không có, lại về. Có thấy trường hợp này không? Nó làm như một con robot. Nhưng tôi nói trong cuộc đời này không có ai đúng ai sai nhé, mỗi người một mảnh ghép. Đấy mà cho làm những cái công việc mà làm kỹ thuật là cực kỳ ngon. Ví dụ vận hành máy móc mà làm trong quy trình khắt khe của bọn nước ngoài ấy, là thằng ấy làm cực kỳ ngon, không bao giờ sáng tạo. Nhưng mà cho cái ông sáng tạo mà làm trong cái quy trình máy móc và thiết bị hiện đại, đặc biệt như tiêm người chẳng hạn, mà ông này sáng tạo bảo tại sao mình cứ phải tiêm bắp nhỉ, tại sao ông tiêm vào lốn nhỉ, ông mất lốn ra ông tiêm thì là ăn đòn. Có đúng không? Thế cái nhóm mà thứ tư đấy là cái nhóm hỗ trợ. Ví dụ bạn bè nó buồn cái lúc nào không đến, tớ đồng cảm mày, tao cũng thương mày, tao cũng tuyệt vời, tao cố gắng lên em, cố gắng lên. Hỏi giờ cố gắng là tao không biết nhưng mà thật cứ cố gắng lên. Cái nhóm đấy gọi là nhóm suốt hành động viên khích lệ, tôi gọi là xoa dầu gió. Ở trong doanh nghiệp nó có cái nhóm đấy mà. Cho nên cái bọn làm nhân sự là cái món phải tìm cái đứa có khả năng xoa dầu gió, tức là thằng nào buồn tớ chán lắm mà suốt ngày đến chửi thì tớ chán lắm, không cố gắng lên ở đây đứa nào chả bị chửi thì mày cố lên. Văn hóa ở đây là văn hóa chửi, thế là mấy đứa kia mà nhỉ, tất cả đều bị chửi thì mình chửi cũng không sao cả, làm thêm ấy. Thì cái bọn nhân sự ấy là bọn gì, nó có khả năng follow công việc, tức là hỗ trợ. Thế thì có 4 cái tính cách như vậy và mỗi người một cái tính cách khác nhau. Vậy thì bạn mới xác định là nếu bạn là leader, sau này bạn muốn là nhà tổ chức thì phải tập tổ chức đi. Ví dụ trong lớp mà các bạn là quyết định đứng luôn lên quảng cáo xin làm team leader, bắt đầu làm một bản kế hoạch rồi vẽ ra thằng này lo nước mắm, thằng này lo mì chính, thằng này lo chân giò, thằng này lo xôi, thằng này lo gì ạ, điểm tập kết, ví dụ như thế phải tập. Nhưng nhà tổ chức thì lại là đỉnh cao, bạn phải hiểu về con người. Ví dụ cho thằng sáng tạo nhảy vào tiêm, ăn đòn rồi. Nhưng ngược lại, cho thằng tiêm đi vào tổ chức cái việc nghiên cứu khoa học, sáng tạo, ăn đòn rồi. Suốt ngày nó bám vào cái cách cũ, có đúng không? Vậy thì ở đây bạn có nhận diện ra mình ai là thuộc cái nhóm thích làm leader giơ tay tôi xem. Ai là người tuân thủ những robot xưa này được xem. Còn nếu không là người rời đấy nhá. Ai thích sáng tạo giơ tay cho xem. Cái nhóm sáng tạo này đông. Thế còn ai thích xoa dầu gió, cái nhóm mà đồng cảm ấy. Và tôi nói cho các bạn biết, riêng cái nhóm đồng cảm mà không cần thật giết người nào, muốn nào hay đồng cảm cũng cực khổ. Bạn biết thế nào là đồng cảm không? Người đồng cảm là ai nói cái gì mình cũng nghe, tức là cứ nhét vào đây thành một đống rác luôn, tức là bạn là hố rác. Có phải có thất tình đâu cũng tâm sự với bạn đâu, hôm nay bị cô giáo chê cũng tâm sự với bạn đâu, mà nên nhớ người ta hay tâm sự với nhau những điều vui hay điều buồn. Vì vậy đầu của bạn toàn hố rác, và bạn chơi với cái người, nếu bạn là người đồng cảm và bạn chơi với người tiêu cực lâu thì trong não bạn trở thành một hố rác và suốt ngày nhìn đời bằng màu đen xỉ. Vì vậy hạn chế chơi với những người hay phàn nàn đau khổ, đúng không? Và nhìn những người đau khổ, bạn nhìn trên vây biết ngay, trên vây đứa nào mà gì, thứ nhất là trên tường nó còn cút giết hết, lại trên đường nó toàn nói xấu rồi, toàn dọa thằng này đập thằng kia, thì đấy là những người tiêu cực và bạn chơi người đấy là bạn ăn đòn. Vì vậy tôi chia sẻ với các bạn về cái năng lực sở trường. Vậy hành động của bạn là gì? Hãy về ngẫm lại trong suốt 12 năm vừa rồi bạn thấy bạn làm cái gì là tốt nhất. Và bắt đầu liên quan đến chọn nghề, và nghề gì là nghề của lãnh đạo, nghề gì là nghề của sáng tạo, nghề gì là nghề của tuân thủ, và nghề gì là nghề chuyên làm nghề hỗ trợ dịch vụ đấy thì rất là tốt. Ví dụ anh nào làm cái việc đồng cảm tốt thì sau này anh làm dịch vụ rất là tốt. Khách hàng nó bảo là nó bảo đúng là cũng bảo vâng ạ, nó bảo sai nó cũng bảo vâng ạ. Còn thằng leader thì nó rất là bảo thủ, khách hàng bảo sai nó cãi bằng được thắng khách hàng cho đến lúc khách hàng về không trả tiền được. Tức là nó chia làm nhóm người đấy để bạn nhìn cái năng lực sở trường. Vậy bây giờ tiếp theo, như vậy sứ mệnh này, đam mê này, năng lực sở trường. Nhưng có năng lực sở trường rồi thì bây giờ bạn phải có phương tiện. Phương tiện là gì? Thế đấy, ví dụ bạn có năng lực sở trường làm kinh doanh nhưng bạn không có tiền, bạn có làm được không? Thì bạn phải làm thuê thôi. Nếu bạn có khả năng mua mô tô rất tốt nhưng không có khả năng mua mô tô thì thôi ngồi nhà mua xe đạp. Bắt đầu nó liên quan đến phương tiện, và đặc biệt cái đoạn này nó liên quan đến chọn ngành chọn nghề. Từ đấy ví dụ bạn biết chắc là một cái trường quốc tế này là một phương tiện rất tốt để phục vụ cho cái sứ mệnh, phục vụ cho đam mê, phục vụ cho năng lực sở trường của mình đi trong tương lai. Nhưng ví dụ như học phí nó rơi vào 700 triệu một năm mà bố mẹ mình không thể có 700 triệu, và bạn quyết định trong trường đấy là bạn hại bố mẹ mình hay là tốt, và đứa con đấy trở thành ích kỷ. Tức là giải quyết được việc của mình, và sau khi mình trở nên thành đạt thì quay trở lại bố mình đi vay tiền ngân hàng, nghĩ ngợi nhiều quá ốm chết, bắt đầu trở nên tham lam. Vì vậy bạn phải cân đối phương tiện của bạn vừa đủ. Tôi lấy ví dụ, nếu bạn học trường nào để giải quyết những việc đấy của bạn nhưng phải đảm bảo điều kiện kinh tế nhà mình. Nhưng đến bây giờ thì tôi thấy là ở Hà Nội này thì các bạn là người hạnh phúc vô cùng, vì gần như các bạn không phải lo phương tiện về tài chính, bố mẹ các bạn lo rồi, chứ ở quê người ta còn phải lo ăn. Tôi lấy ví dụ bây giờ để có học phí cho con đủ khoảng 100 triệu, khoảng 150 triệu cho con đi học 3 năm ở Hà Nội là cả một câu chuyện. Trong khi đó có khi chính các bạn ở Hà Nội này vốn một năm 150 triệu thì bạn coi tiền không là cái gì. Cho nên con tôi ở trên này, việc đầu tiên là tôi phải bắt phải làm việc. Bất cứ kẻ nào, tôi chưa thấy kẻ nào không làm việc và thành công cả. Cho nên con tôi nó mới học lớp 9 rồi. Nhưng mà tôi yêu cầu là một là dọn nhà, lau nhà, hai là rửa bát cho mẹ, thằng con trai ấy. Cứ như vậy, một tháng 25 công và tôi trả lương 1 triệu. Bắt đầu trên lương rẻ hơn ông xin. Nên nhớ là ông cha giàu của Bobrovsky ấy, ông ấy gọi hai thằng con lên, trong đó Bobrovsky viết cái tên cuốn sách Con Làm Giàu ấy. Bắt đầu cái bắt là lau thư viện, dọn thư viện. Ông ấy trả lương đâu cho có mấy đô thôi, 1 giờ. Thế là bắt đầu chú lên chú kiện bố, chú bảo là tại sao người ngoài thì được lương cao mà trả con lương thấp. Thứ hai là lương của người ngoài trả trước và lương của bọn con trả sau. Ông cứ bảo tao làm nhục mày đấy. Vì vốn dĩ cuộc đời này không có năng lực mà đi lau thư viện và đi làm thuê cho cảnh khác thì mãi mãi phải chịu nhục. Phải chấp nhận nhục đấy. Còn nếu mình có năng lực thì mình đứng lên và làm chủ và trả lên cho người khác thì mình không cần gì nữa. Nào có đủ năng lực, có đủ dũng khí ngay từ bây giờ để làm. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 0986 77 6622.